TikToker nói xấu người miền Trung tiếp tục dàn dựng clip bôi xấu người Đà Lạt. Chắc hẳn vẫn còn nhiều người nhớ vụ việc một nam TikToker có tên Hoàng Minh đã lên clip nói xấu người dân miền Trung là keo kiệt, bủn xỉn và nhận cái kết là 10 triệu đồng đóng góp vào kho bạc nhà nước. Không công nhận người miền Trung họ rất là keo kiệt và bủn xỉn. Có một phần là do từ nhỏ đã sống trong cái môi trường. Cứ tưởng anh sẽ quay đầu là bờ nhưng ai có ngờ Hoàng Minh lại quay đầu là hip hop. Khi người này tiếp tục tung thêm một clip dàn dựng thu tiền dân du lịch khi chụp hình tại địa điểm đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt. Sau khi đoạn clip được đăng tải thì rất nhanh ekip của Hoàng Minh đã được mời lên phường uống trà. Tại cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt, Hoàng Minh khai nhận mình và ekip gồm hai người nữa là PTTN, 26 tuổi và PTTB, 27 tuổi, đã lên kế hoạch quay một đoạn clip với nội dung là bốn du khách đến đồi chè chụp hình thì bị một thanh niên lạ mặt đến thu phí. Sau đó hai bên xảy ra cự cãi, hai nhân vật du khách là hai bạn trẻ du lịch lạ mặt được ekip này mời tham gia. Đoạn clip vừa đăng tải thì nhận được không ít gạch đá, nên phía Hoàng Minh đã gỡ bỏ đoạn clip. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử phạt Hoàng Nhật Minh.